là Hoàng Văn Cường từ công ty HSB Việt Nam. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày cách sử dụng phần mềm Tekla cho trợ version 19.0 trên iPad. Ở đây tôi có một chiếc iPad và một module Tekla đã được mở. Chúng ta thấy là giao diện phần mềm Tekla, chúng ta có thể vào từ các cái menu File, Modeling, Drawing and Report. Chúng ta có thể view mô hình của chúng ta bằng các cái phím touch, zoom gần đến đối tượng, click đúp vào đối tượng để hiển thị bảng thuộc tính và chọn tiết diện hay là vật liệu và sửa. Chúng ta có thể zoom nhỏ lại. Chúng ta có thể mở nhiều view cùng một lúc. Ở đây chúng ta mở view 3D và view phẳng và chúng ta tạo bản vẽ. Đây chúng ta tạo bản vẽ Drawing and Report và tạo bản vẽ GA, tạo bản vẽ tại lưới trục B và chương trình sẽ tự động vào bản vẽ sau khi chúng ta tạo. Ở đây chúng ta có bản vẽ trục B, chúng ta zoom to một chút, chúng ta có thể nhìn rõ hơn. Vẽ trục B và đây chúng ta tắt bản vẽ. Từ mô đồ chúng ta cũng có thể tạo các cái bảng thống kê, ví dụ Assembly List, và chúng ta tạo ra từ toàn bộ mô đồ thì lập tức chương trình tạo ra bảng thống kê rất là nhanh chóng ở dạng file text. Có thể kéo view các bảng thống kê. Đó, như vậy thì việc sử dụng phần mềm Tekla ở trên iPad thì rất là tiện lợi. Chúng ta có thể dễ dàng trình chiếu, trao đổi phương án và show kết quả đối với khách hàng và đối tác. Cảm ơn các bạn.